Qua công tác nắm tình hình, thời gian gần đây, Công an huyện Thạch Thành phát hiện trên địa bàn huyện nổi lên một số điểm ma túy phức tạp gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân. Các đối tượng mua bán ma túy đều là những đối tượng có nhiều tiền án tiền sự, hoạt động phạm tội bằng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Do đó, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng khác triển khai xác lập, đấu tranh thành công nhiều chuyên án về ma túy. Sau gần một tháng tập trung quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, ngày 23 tháng 10, Công an huyện Thạch Thành đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh huy động gần 200 cán bộ chiến sĩ, chia thành 13 tổ công tác cùng với Công an các xã thị trấn trên địa bàn, đồng loạt bắt giữ 13 vụ 29 đối tượng liên quan đến ma túy, triệt xóa 13 điểm mua bán tang trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó có một điểm ở huyện Thọ Xuân, hai điểm trên địa bàn thành phố Thanh Hóa và 10 điểm ở các xã thị trấn trên địa bàn huyện Thạch Thành. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ 3 túi chứa ma túy dạng đá, 55 viên ma túy dạng hồng phiến, 80 gói chứa ma túy dạng heroin cùng nhiều tăng vật khác có liên quan. Thì cơ quan điều tra cũng đã khởi tố được 13 vụ, trong đấy có 8 vụ về về mua bán trái phép ma túy, 5 vụ về tổ chức sử dụng trái phép ma túy và tạm giữ 28 đối tượng. Ở cùng bên cạnh đấy thì chúng tôi đã đưa được 9 đối tượng đi cai nghiệm bắt buộc. Và với cái viên đề tổng kiểm tra cái đối tượng nghiện nghiện và tổ chức đồng loạt đấu tranh chuyên án để với cái sự xuất hiện của nhiều lực lượng và cái sự chỉ đạo quyết liệt của ban chuyên án cũng như là chỉ đạo của đồng chí phó đốc thủ trưởng cơ quan điều tra thì đến bây giờ cơ quan hệ thành chúng tôi xác định là cũng đã đánh giá được cái cái thực trạng cũng như cái đối tượng nghiện nghiện, và các đối tượng mua bán trái phép cho ma túy thì đã cơ bản kiểm soát được việc công an huyện thạch thành phối hợp đấu tranh triệt xóa các điểm ma túy phức tạp và tổng kiểm tra xác định tình trạng nghiện của các đối tượng nghiện nghi nghiện đã có phần ổn định làm sạch địa bàn phục vụ mục tiêu xây dựng địa bàn xã thị trấn huyện không ma túy theo chủ trương và chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh được cấp ủy chính quyền và nhân dân ghi nhận đánh giá cao